Dạ, bé lớn là gái hay trai? Lớn là gái rồi. Rồi, hai chị em ha, một gái một trai. Thế là chia tay như vậy là được chính thức ly hôn là bao lâu rồi anh? Như thế là 2 năm, hai năm. Gọi là theo quyết định của tòa 2 năm. Dạ. Nếu mà gọi là quyết định hai bên thì nó khoảng 3 năm. À, nghe câu chuyện chia sẻ của anh thì mình có cái suy nghĩ gì không em? Em thì tại vì em chưa có lập gia đình. Nói mối tình mà gọi là chính thức á, thì em cũng không có. Thật ra em thấy nó hơi bị rối rối với chị. Không có là sao? Là mình chưa có mối tình nào? Dạ đúng rồi. Lý do tại sao? Thì đó em đi học ra xong mà cái thời xưa con nít đi học là chỉ có thích thích trong lớp vậy đó. Em học xong thì em cũng không có đi làm. Ở nhà phụ mẹ buôn bán với lại học may vá. Em mới đi làm được khoảng 6 năm nay. Em không có điều kiện giao tiếp nhiều. Chẳng lẽ 6 năm trời mà không có một người đàn ông nào đeo đủ, không có cái người nào mà để mình rung động mình nhớ. Anh trai giới thiệu trước đi nè. Mình tên là Quý. Dạ. Giao nhận vận tải. Giao nhận vận tải, dạ. Có nghĩa là mình lái xe hả? Hay là mình là shipper hay là mình quản lý xe container rồi xe vận tải rồi là mình tóm lại là vận chuyển hàng hóa. Nhưng mà anh là làm văn phòng hay là anh là cái người đích thân vận chuyển hay là mình làm văn phòng? À dạ, mình ngồi điều hành thôi đúng không ạ? Dạ. Anh Quý làm ở đâu ạ? Mình làm một cái công ty ở bên quận 4. Dạ. Quê anh Quý ở đâu? Quê mình ở Hải Phòng. Hải Phòng, mình vào đây lâu chưa? Mình vào đây được đâu 6-7 năm. Dạ, anh nói lớn xíu nha. 6-7 năm. Dạ, 6-7 năm. Hiện tại ở ngoài quê Hải Phòng thì mình còn mẹ mình và anh chị mình. Mẹ, anh chị ngoài đó. Vậy trong này là anh đang sống với ai? Mình đang sống với lại hai đứa nhỏ nhà mình. Dạ. Rồi năm nay anh Quý là được bao nhiêu tuổi? Mình sinh năm 75, như vậy là được 45 tuổi. 45 tuổi. Vài ngày nữa thì là 46 rồi. Vâng, rồi mời em giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào chương trình, chào anh bạn cùng bàn. Em tên Trương Khói Dung, sinh năm 1979, hiện tại là còn độc thân. Công việc của em là cửa hàng trưởng của một thương hiệu thời trang Đan Châu. Thời trang em công đang sở. Em đang ở chung lại bố mẹ với lại em trai và em gái. Đang sinh sống và làm việc ở đâu? Em làm bên quận 6, một chi nhánh của bên công ty em. Ở thành phố Hồ Chí Minh, Tân Phú. Tân Phú. Nhưng mà quê mình là ở đâu? Như quê mình ở, mình không có quê. Là thành phố Hồ Chí Minh luôn. Em người Hoa, dạ. À em người Hoa. Mình dạ. Người Hoa là kỳ cựu người Hoa chứ sao không có quê. Nhưng mà dạ, thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là những gì? Điểm mạnh của em hả? Thì phụ nữ gia đình nè, sạch sẽ, gọn gàng, khéo tay, biết lắng nghe, biết chia sẻ, quản lý tài chính tốt. Điểm yếu của em thì hơi bị, em bị nhát á. Em không có tự tin trước đám đông. Em làm việc thì em phải từ tốn và chậm chậm nha. Đừng có kêu em làm một hơi mà lẻ quá. Em không có làm được giống người ta làm vậy. Em phải từ từ, mọi thứ đều phải từ từ. Cái gì cần nhanh thì mình phải ráng nhanh. Còn cái gì chậm, nhiều khi chậm chắc thì mình cứ như vậy thôi. Dạ. Thế còn anh trai, anh Quý, điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh của mình là lập kế hoạch. Lập kế hoạch. Yeah. Lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch. Kế hoạch. Đạt mục tiêu. À, yeah. Cụ thể là những kế hoạch về cái gì? Thi đại học. Ví dụ xin việc làm. Ví dụ mua nhà, mua cửa, rồi là tóm lại một số công việc, hai đứa đời sống cá nhân. Có nghĩa là những kế hoạch của cá nhân anh là từ xưa đến giờ anh điểm mạnh là anh đều chuẩn bị lập trước, lập trình và anh thực hiện từng bước được hết hay sao? Đúng rồi. Thế còn điểm yếu? Hút thuốc lá. Hút thuốc lá, hút nhiều ít. À, một gói nữa. Một trời ơi nhiều quá anh ơi. Nhưng mà cái đó anh biết điểm yếu rồi, mấy đứa con anh nó không cản bớt hả? Có mỗi bố với hai đứa nhỏ, bố thì trốn chỗ này chỗ khác. Nhưng mà vậy là nhiều quá. Thế này cũng cần ai nói, anh phải tự ý thức sức khỏe của mình. Theo như em biết người phụ nữ nào nào cũng sợ mùi thuốc lá hết trơn á. Đúng không? Đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý cho nên là phải tự ý thức với lại là sức khỏe nữa. Hút nó ảnh hưởng đến phổi rồi mình làm việc công việc mà nó lao lực nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Mà tuổi mình là trung niên hết trơn rồi. Người ta 60 năm cuộc đời bài hát có nhiều đó là mình coi như gần hết cuộc đời rồi. Mà mình không giữ sức khỏe của mình là tiêu à. Anh giật mình gì? Tường nói nghiêm túc cho anh là gần 50 tuổi rồi còn gì nữa, 45 rồi không chịu nữa đời người nữa chứ lại gì nữa. Không chịu. Không. Không. Dạ nghĩ em 18 đôi 10 thì, à. Thì cách đây mấy năm mình đã có một cái thông tin là ở Việt Nam mình cái tuổi trung bình ấy, về tuổi thọ là 73,2 đến 73,5. Ừ. Bắt đầu giờ mới vô chuyện đời tư nè. Anh nói là anh rất là giỏi về lập kế hoạch. Thế tại sao bây giờ cuộc sống anh bị gãy đổ? Theo anh nghĩ nguyên nhân do đâu? Thực ra thì cái câu chuyện rất là đơn giản. Trong một cái giai đoạn nhất định ấy, thì trong cuộc đời có những cái việc mình sai lầm. Và cái người bạn đời của mình cũng đã thấy sai. Hai bên đều tích cực sửa nhưng mà đưa đến cái kết quả là thấy rằng là cái việc sửa để mà gì là làm bạn đời với nhau cũng không ổn. Thì bọn mình dừng lại, hiện tại là vẫn có những công việc làm việc với nhau, nói chuyện với nhau về công việc với mấy đứa nhỏ bình thường. Nó bạn bè rất là tốt. Nhưng mà mình sống với nhau là được bao nhiêu năm ạ? Đầu năm 2018 thì bắt đầu cái chương trình gọi là ly thân. Cuối năm 2019
thì là có quyết định của tòa án. Không, như là hai vợ chồng mình lấy đi nhau về đó. Trước thì là giai đoạn đấy từ năm 2000 mấy đó, biết nhau 2001 thì đó. Cũng 16 năm. Thì cũng khoảng 16. Dạ. 16 năm mà gút mắt gì mà cái điều gì mà có nghĩa là thấy cũng phải đến lúc dừng. Hai mặt con mười mấy năm với nhau, đáng lẽ là nó phải hiểu thấu hết rồi, đến giai một cái giai đoạn bình yên để hưởng thụ cái tuổi mà nó nhẹ, bắt đầu đến cái tuổi sắp sửa nhàn rồi. Chứ lúc khó khăn thì tuổi trẻ cày bừa bên nhau rồi, bây giờ cái lúc mà sắp sửa được hưởng thụ, thư giãn, hưởng phước thì tại sao lại chia tay? Thường nói đúng, tức là đến khi mình thấy rằng ổn, bắt đầu ổn rồi thì có việc chia tay đấy để gì? Hai bên đều cảm thấy thoải mái. Khi đấy một cái tầm nhất định là các trẻ bé nó đủ lớn theo nhận định của mình với bạn mình, bạn cũ. Có nghĩa trong cái đoạn quen ở với nhau là có những giai đoạn không phải là vì yêu nhau mà do là nó vẫn có cái báo hiệu, nhưng mà vì trách nhiệm với những đứa con còn nhỏ nên cố gắng. Hai bên cũng có cái mà thấy rằng là không hợp nên dừng từ lâu bây giờ rồi. Bởi vậy em mới đang em nó, mới nó chờ bọn trẻ con thì đúng rồi, là coi như trách nhiệm đúng không? À. Nhưng mà ngoài cái trách nhiệm vẫn có những thứ chúng ta gọi là hy vọng. Hy vọng. Hy vọng rằng là thời gian, tuổi sẽ là môi trường sống. Anh cho là cái mâu thuẫn nhất giữa hai người là về cái gì không hợp? Tính cách, quan điểm sống. Hai bên đều dừng lại trong cái cuộc hôn nhân thì là cái chuyện bình thường. Như mình nói hiện tại là hai bên nữa là bạn bè. Yeah. Hai cháu là sống với anh. Và sử thì đứa lớn thì là ở với mẹ, đứa nhỏ thì ở với lại bố. Yeah. Thực ra thì do chúng nó vào đây nó học rồi thì bắt đầu nó quen biết bạn bè. Chứ nếu ngày xưa mà mình không đưa vào đây mà chúng nó đang học ở ngoài kia ấy, có thì thể là nó ở với chúng mẹ. Nó lại thích bạn bè ở ngoài đấy thì chúng nó chắc chắn là chúng nó ở ngoài đấy rồi. Đứa lớn là bao nhiêu, đứa nhỏ là bao nhiêu? Là 14 tuổi và đứa nhỏ thì 11 tuổi lớp 6. Dạ, bé lớn là gái hay trai? Lớn là gái rồi. Rồi, hai chị em ha, một gái một trai. Thế là chia tay như vậy là được chính thức ly hôn là bao lâu rồi anh? Như thế là 2 năm, hai năm. Gọi là theo quyết định của tòa 2 năm. Nếu dạ. Nếu mà gọi là quyết định hai bên thì nó khoảng 3 năm. À, nghe câu chuyện chia sẻ của anh thì mình có cái suy nghĩ gì không em? Em thì tại vì em chưa có lập gia đình. Nói mối tình mà gọi là chính thức á, thì em cũng không có. Thành ra em thấy nó hơi bị rối rối với chị. Không có là sao, là mình chưa có mối tình nào? Dạ đúng rồi. Lý do tại sao? Thì đó em đi học ra xong mà cái thời xưa con nít đi học là chỉ có thích thích trong lớp vậy đó. Em học xong thì em cũng không có đi làm, ở nhà phụ mẹ buôn bán với lại học may vá. Em mới đi làm được khoảng 6 năm nay. Em không có điều kiện giao tiếp nhiều. Chẳng lẽ 6 năm trời mà không có một người đàn ông nào đeo đủ, không có cái người nào mà để mình rung động, mình nhớ nhung hay là yêu nhau? Thích thôi chị, chỉ có thích rồi đi uống nước vài lần tìm hiểu thôi, chứ mà đi đến gọi là dắt dây luôn là không có. Lý do là do mình không muốn, mình không thích, hay là đối tượng đó người ta cũng chưa có muốn tấn công mình hay như thế nào? Hay là tại cái tuổi mình đó chị, mình hơi lớn, mình sẽ cảm thấy mình sẽ khó chút xíu. Thấy người ta mình không ưng ý thì mình sẽ uống nước vài lần thôi rồi xong. Mình không ưng ý nhưng mà cái đối phương cũng không có ra sức tấn công. Thì cũng mình không ưng ý là tự người ta cũng... đúng rồi, cũng có tấn công nhưng mình không đồng ý, mình không đi qua lại nữa. Vậy là bản thân mình có khó tính trong cái chuyện em nghĩ là chắc tượng. Đúng rồi, em nghĩ là chắc anh sẽ khó xíu xíu đó. Nếu mình mong muốn thật sự có một người bạn đời, mình phải nó không phải là thấp tiêu chuẩn xuống, nhưng mà cái khó tính của mình nó thấp lại. Tại vì biết sao, khi mình sống một mình quá lâu là mình đã tự làm chủ cuộc đời mình hết rồi. Đúng rồi, em cảm nhận nó như vậy. Là hiện tại cái tuổi của mình cảm thấy là mình có thể một mình được, cái suy nghĩ như vậy đó. Cho nên mới quan trọng là em có muốn hay là không muốn. Tất nhiên em nghĩ là người phụ nào, bất cứ người phụ nữ nào, nào cũng khao khát mình có một nửa để mà đi tiếp cái con đường. Mà nếu muốn mình phải tự ý thức, dễ tính một chút xíu. Chứ kiểu như em như vậy ha, rồi làm về ngành thời trang ha, công việc ổn định ha, chỉnh chu ha, chị thề với em luôn, em gặp ai em cũng lắc đầu. Nếu cái người mà em gật đầu á, người ta lại không chọn mình. Chị nói thẳng em đừng buồn. Mình mong muốn tìm một người bạn đời như thế nào? Chắc nam thì chắc phải cao 1m7. Cao 1m7. Rượu với lại hút lá thì xíu xíu thì được. Anh này hút hơi nhiều. Giao tiếp đó, em nghe lại anh nghe rồi. À, chị hút lá thôi. Công việc thì phải ổn định, biết chia sẻ yêu thương và hướng về gia đình nhiều hơn, phải có đạo đức. Cho em hỏi anh cái là bây giờ mình vô trong này là mình đang ở đâu anh? Mình ở chỗ bên ở Sài Gòn bên quận 2. Đó là nhà chung của ai? Cũ, nhà của mình. À, và mình định là mình cũng sẽ lập nghiệp trong này luôn ha anh, hay là về quê lại? Đó không. Anh mong muốn tìm một người vợ tương lai như thế nào? Mình nghĩ nó đơn giản. Yeah. Với cái tầm tuổi như mình, nói chung là có một cái gì đó mang tính chất theo như mình hiểu, nhưng mà phù hợp với tâm hồn. Yeah. Dùng cái từ ngữ nghe có vẻ lãng mạn đấy, nhưng mình nghĩ là đúng luôn. Yeah. Không được. Yeah. Thật ra những chính vì những cái lãng mạn đó mới là những cái rất khó. Mình là sống bằng cảm xúc. Ok, để em coi hình của anh nha. Em gái có hình không? Dạ có. Anh chọn đi, cô gái sinh năm 79. À, bên đây anh sinh năm 75. Em nghĩ chắc anh này hả chị? Dễ chọn chết, có một anh đó chứ mấy anh đâu à. Chị này có ba anh. Ba anh, hai anh kia nhỏ xíu hả? Chọn bên này.
cô nào. Rồi giữ nguyên hiện trường, giữ nguyên hiện trường đó. Dạ xin mời quý vị. Mở cửa trái tim, xin mời hai anh chị. Em chào anh. Chào em. Anh ảnh thì dễ đón nè. Đúng, em đón đúng không vậy? Chứ không lẽ sai, không anh đó hà. Rồi anh sao? Nhận ra cổ chưa? Nhận ra rồi. Đâu? Dạ đây. Ờ vậy nãy sai rồi ha. Dạ sai. Rồi sai rồi, đây nè, cái này trước đi rồi cái vụ sai tính sao? Em có cái món quà nhỏ. Anh, em cũng có món quà nhỏ cho anh nè. Em tặng chị Cát Tường trước. Ok, trời cảm ơn em nha. Cái này là cái loại sen mới chị. Hoa cái tên dễ thương lắm nha, sen đô la hồng. Sen đô la hồng, chị là khoái. Ơi, à, hồn. Có vỏ giấy thôi. Cái kia là đá thôi, trong cái gì dạ, đúng không? Rồi. Rồi, cảm ơn em. Ủa mà ý nghĩa tặng hoa cho ảnh là có ý nghĩa gì vậy em? Em cũng thích sen nữa, sen là dễ trồng lắm chị. Rồi ok, mình về mình trưng trong phòng ha. À sen này thích tắm nắng lắm. Một tuần mình cho nó tắm nắng 2 lần nên mình tưới nước 1 lần là được, tưới gốc là được chị. Nhớ chưa? Đừng có làm chết nó nha. Tắm nắng 2 lần. Tắm nắng 2 lần. Rồi, tắm nước mỗi ngày. Một tuần 1 lần hả chị? Ờ, tuần 1 lần hả? Tắm nắng 2 lần, tắm nước 1 lần. Rồi, bây giờ Tường sẽ dành thời gian cho hai bạn chia sẻ tâm sự với nhau một chút xíu. Rồi Tường sẽ quay lại sau. Rồi, cho thưởng thức những món ăn của chương trình dành cho hai người nha. Bây giờ mời hai anh chị ha thưởng thức những món ăn của chương trình dành cho mình rồi trò chuyện với nhau tự nhiên nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ em mời anh. Thật ra đã anh nói là nhà anh ở quận 2 à? 2 đấy, bên chỗ cầu Sài Gòn. Xa lắm đúng không? Từ đấy chạy qua đây là 14,5 km tính theo Google Maps á. Ủa ngỡ anh nói bé trai lớn hay bé gái lớn? Gái là anh lớn, gái là lớp 9, 14, nhỏ thì là 11, lớp 6. Hai đứa học cùng trường luôn. Thật ra anh phải lo nấu nướng rồi đưa bước đi học luôn. Không, thật ra thì rất là công là lâu rồi. Thế còn là nấu nướng thì thật là lâu nay là anh nấu nó không ngon mà người đứa lớn. Anh thì không phải nấu, không nấu được. Anh nấu được nhưng mà anh lười, anh không nấu. Nhưng mà tụi nhỏ nấu là chính, nhưng còn lại nữa thì hầu như là anh chỉ để nồi cơm điện này, rồi là lấy rau. Vậy là bé lớn anh lo hết, tự lo hết, tự nấu nướng rồi. Không, anh chuẩn bị sẵn về, chẳng hạn như là cá mình giã đông ra để sẵn ở đấy thì mình mua cái loại cá chẳng hạn như là người ta làm sẵn phi lê sẵn ra, ví dụ thế, thịt như thế. Vì những cái việc đấy thì là hầu như bây giờ em biết ở ngoài chợ đã là chuẩn bị sẵn rồi. Ba bố con thì tự nấu với nhau nó cũng nhanh thôi. Với hai nữa là những cái dụng cụ nhà bếp thì bây giờ nó... Nhưng mà cũng giỏi đó, chứ lớp 9 là lo được hết, nấu nướng như là cũng giỏi đó chứ anh. Rồi bình thường anh thích giải trí cái gì? Có chơi môn thể thao hay là có thích xem phim, đọc sách gì không? Có chứ, anh cũng rảnh nhiều, làm nó ít. Cái công việc nó hầu như là nó chỉ có cái điện thoại với cái máy tính, laptop. Chơi là chính, chính xác là chơi là chính. Như game? Game có, chơi game, câu cá. Trước đây thì là có đi, có đợt đi đá bóng nhưng mà về sau cũng thôi. Bây giờ như thời điểm này thì hầu hết là nói chung là hay đọc. Là hai bé vô đây ở với anh Long chưa? Đấy, từ hồi mình chuyển cả gia đình vào đây thì cũng 6-7 năm trước thì chuyển là cả chung. Hai nhỏ ba. À là vô chung luôn? Vô một lần, sau đó thì... Thì cái vấn đề đó xảy ra mới đây 2-3 năm đúng không anh Long? Mà em đang vẫn cứ là suy nghĩ là thì thường thường em đứng ở góc độ của em thì em thấy là giống như mình trên 10 năm rồi thì mình phải cố gắng mình giữ được cái mối quan hệ đó. Không, cái đấy thì cũng cái môi trường miền Bắc và miền Nam dù sao cũng có những cái văn hóa nó khác nhau. Rất là cảm ơn cái môi trường ở trong này đã cho anh những bọn tụi anh chứ không phải mình anh những cái quyết định anh nghĩ bọn tụi anh nghĩ là đúng trong cái việc là dừng lại cho đối với cái mối quan hệ đó. Hiện tại vẫn giữ cái mối quan hệ bạn bè. Đấy là đối tác công việc vì bọn mình cũng làm cùng chung một cái ngành nghề. Có mấy cái thông thường mà anh thấy rằng là phụ nữ cũng có cái người này người khác. Thế nhưng mà chẳng hạn như đối với trường hợp như là của em, thế nhưng mình cũng trao đổi để nó cho nó dễ. Nếu mà gọi là cái mức thang điểm gọi là 10 điểm là nóng tính tuyệt đối thì theo như em thì em là thế. Tính em rất là chậm, không nóng tính. Tại vì em cái tính cách của em là em làm mọi thứ đều rất là từ từ. Em không có vội vàng, em không thuộc dạng kế tiếp mà vội vàng lẹ làng hay là nhanh nhẹn, không phải vậy đó. Thật ra em nghĩ là em nóng tính thì em không có nhiều. Nếu mà chia theo phần thì em nghĩ là nếu mà 10 phần là tuyệt đối nhưng mà em lại tự đánh giá là mấy phần? Chắc 6 đi. 6. Nghe vừa rồi em nói thì anh thấy cũng chắc là cũng không phải là cái người nóng tính thì cũng đỡ ngại. Sao ạ? Có vẻ hình như những cặp đôi mà thường mai mối mà đã từng có kinh nghiệm hoặc là trải nghiệm cuộc sống nhiều dễ dàng nói chuyện với nhau hơn ha. Nói chuyện á, những cái người mà thành đạt, những người mà như mình á, nói chuyện thì rất là dễ nhưng cảm nhận nhau rất là khó. Tại vì mình đều là những người từng trải trong cuộc sống, cái giao tiếp đôi lúc mình nghĩ là đó là một cái mình càng lớn á chị, mình càng lớn tuổi mình sẽ cái sự cảm nhận của mình nó sẽ rõ ràng hơn và sâu sắc hơn. Chắc là hôm nay có hai bé đi theo thì chắc các Tường cũng mời hai con vô trên giao lưu chút xíu nha. Hai con ơi, vô đây với cô Tường hai đứa. Chào hai đứa, chào hai con. Con tên gì?
Anh tên là Bảo Kim ạ. Bảo Kim, còn con trai? Dạ, tên Bảo Long. Bảo Kim, Bảo Long. Hai đứa hôm nay là ba đi đăng ký tham gia chương trình, là ba có nói cho hai đứa biết trước không? Dạ có. Hai đứa con nghĩ như thế nào về buổi nói chuyện của cô Tường với ba con với lại cô này ngày hôm nay? Dạ, nghĩ là cô cũng hợp với ba con. Cô hỏi con trai nè, giờ con còn nhỏ nè, giờ con có muốn ba con mà bước thêm bước nữa có một người khác mà vào ở chung trong nhà mình không? Đó là câu hỏi thiệt, thiệt bụng, con trả lời thiệt coi. Dạ có, tại vì ít nhất thì bọn con cũng không cần phải nấu cơm. Vậy ít nhất là bọn con phải nấu cơm, bộ hiện giờ là con nấu cơm. Dạ có cả bốn. À giỏi quá ha, biết nấu cơm, biết nấu đồ ăn không? Thường thì bố nấu đồ ăn, còn bọn con thì cắm cơm rồi mì đi chơi. Nấu cơm đi chơi, giờ là còn có người ở chung nữa, ít nhất là khỏi nấu cơm cái đã phải không? Dạ đúng. Đúng rồi. Thế còn con là con gái lớn rồi thì con lại suy nghĩ như thế nào? Con có muốn ba con có thêm một người bạn mới nữa không? Con nghĩ không cần thiết lắm. Nhưng mà muốn hay không thì chắc là cũng muốn. Chắc là cũng muốn, có nghĩa là bố con muốn hay là con muốn? Con muốn. Tại sao con muốn? Dạ, em con muốn nè, con cũng muốn theo. À, nhưng mà em con muốn cái lý do em của em con là nó còn ngây ngô quá, chỉ để là có thêm người nấu cơm thôi. Nhưng mà con lớn hơn thì con có cái mong muốn gì nó khác hơn xíu không? Tôi bảo là cô thì đi là ngoại cảm rồi không? Hả? Ngoại cảm cô. Ngoại cảm? Vâng, hai chị em của con ngoại cảm rất là lớn, hay là con muốn thì chị con cũng muốn. Ồ, nhưng mà tại vì cái lý do con muốn mà muốn thêm có người để ít nhất khỏi nấu cơm, kỳ quá à. Muốn là vì cái gì, lý do gì nó cao cả hơn xíu không con? Không, chỉ là vậy thôi. À thôi cứ đơn giản vậy đi cho nó khỏe. Thế giờ con nhìn thấy cô này như thế nào? Con chào cô đi. Con chào cô. Con không chào. Rồi con thấy cô như thế nào? Nói là không được đúng không ạ? Ừ. Cô lùn. Cô lùn á? Con 1m55 mà cô 1m56. Mà lùn cao gì, miễn là cô nấu cơm thôi chứ. Bây giờ cái cô cao mà cô không nấu cơm thì sao? Quan trọng là cô nấu cơm cho con hay là quan trọng là cô lùn hay cô cao? Dạ cái quan trọng là cô nấu cơm con thì cô lùn. Nhưng mà tại vì cô phải là nói xem cô người bạn của bố con nó như thế nào thì con chỉ nói ra là cô mình luôn quá thôi. À mình nghĩ sao là mình cứ nói vậy thôi đúng không? Đúng. À, nhưng mà giờ con vẫn cứ hỏi thử cái cổ có chịu nấu cơm không? Chắc chắn là có. À, tại vì nếu mà đã ở với bố con là đương nhiên phải có đúng không? Dạ vâng. Thế bình thường trong nhà là con thân với bố con hơn hay thân với chị con hơn? Dạ thường là chị nhiều hơn. Chị nhiều hơn ha, thân với chị hơn ha. Còn con thì con nhận xét về cô hôm nay như thế nào? Em có nói cô lùn thì con không thấy cô lùn lắm. Nhưng mà nói chung là nghĩa là cô cũng khá là ổn. Con trai là với ba là giống như với bố là như hai người bạn vậy đó. Hai người đàn ông với nhau. Bây giờ con muốn nói gì với bố con không? Dạ thôi cô. Là sao? Để bố tự giải quyết. Chuyện bố tự giải quyết ha. Rồi được rồi, cảm ơn hai con. À, ủa hôm nay mình đi có ai đi chung mình không cơ? Em đi với lại bạn. Ờ à, bạn nó mời bạn vô đây. Không nhận mấy nhỏ. Rồi. Hello em. Chào chị, em chào. Rồi hello cưng, em tên gì? Dạ em tên Tiên, em là đồng nghiệp với chị Dung. Rồi còn em? Là tên Liên, là bạn thân của Dung. À bạn thân, mình chơi với nhau lâu chưa? Dạ lâu rồi. Mấy năm rồi? Hồi học cấp 2 tới giờ. Nhưng mà mình có gia đình chưa? Dạ rồi. Em có gia đình chưa? Dạ chưa. À, năm nay nhiêu tuổi? À, 97 là 23. Ồ còn trẻ quá mà. Bây giờ em hỏi cái người bạn chơi lâu năm nhất nè, rồi sao mình có chồng có con rồi ra em đềm hết trơn, mình để bạn gái mình lẻ loi một mình tới giờ này luôn vậy? Cái đó mình nghĩ là do duyên số thôi. Thế nãy giờ chị chia sẻ cái quan điểm với Dung thì em cảm nhận như thế nào? Em nghĩ như thế, em muốn nói gì với bạn mình lúc này không? Chị Tường thì nói đúng rồi đó. Tại vì cái từng tuổi này, cái thời điểm này á thì cái suy nghĩ nó không có giống như những cái bạn trẻ nữa. Thì thích cái sự ổn định. Thì Dung là chơi với Dung lâu lắm rồi, cũng biết là Dung rất là nhút nhát. Nhưng mà nếu mà ai mà tìm hiểu được Dung á thì rất là mình nói là rất là tốt. Tại vì Dung rất là đảm đang. Dung gần như là hoàn hảo, chỉ có tính nhút nhát thôi. Anh nhận xét anh hôm nay như thế nào? Anh thì cũng đã qua một lần đổi vợ thì anh sẽ thấy ảnh sẽ có kinh nghiệm hơn. Dạ, rồi ảnh từng trải, ảnh điềm đạm. Thì Dung cứ tìm hiểu coi như thế nào. Còn em gái có ý kiến gì cho chị mình không? Dạ thì em thấy anh bên đây cũng điềm đạm, với lại cũng từ tốn như chị của em. Dạ cho nên là em nghĩ là hai người cho nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ. Rồi,
ăn thua cũng là anh chị cũng lớn hết rồi, mình cũng đâu có thể xen vào được đúng không? Rồi cảm ơn hai bạn. Thêm một chút xíu cái câu hỏi dành cho hai người đi nha. Bóc một lá thôi, anh đọc lớn lên ra, rồi cô ấy sẽ trả lời để mình hiểu nhau nhiều hơn. Bạn nữ hãy chọn một trong ba hành động sau để thể hiện với bạn trai. Một là nắm tay, hai là ôm bạn trai từ phía sau, ba là vuốt tóc bạn trai. Em nghĩ là chắc em sẽ chọn nắm tay. Rồi, xin mời. Dạ. Hai người nắm tay nhau đi ạ, nhìn nhau chút xíu đi cho có cảm xúc rồi mới chia sẻ được ạ. Em thấy thì ấm áp đó. Ấm áp. Như là ấm áp là có chút điện nó cũng truyền qua phải không em? Hai người không nhìn nhau gì hết trơn vậy, anh nhìn đi đâu vậy anh Quý? Rồi, cảm ơn em. Đến phiên mình ha, em cũng lựa một lá bài đi. Đây là những cái yêu cầu để cho mình tiếp xúc với nhau hoặc là mình... Bạn trai hãy chọn hoặc hôn má bạn gái hoặc bế bạn gái đi hai vòng. Có hai cái vậy thôi hả? Dạ có hai cái. Sao lời quá vậy chị? Sao lời quá vậy chị? Nếu mình đã chọn là bạn gái của chị thì anh Quang thương lượng với cổ đi. Thương lượng, cái này hay lắm. Cái gì nó đơn giản anh? Đấy bây giờ nó có hai cái lựa chọn này và theo cái ấy thì anh không rõ là Dung muốn là anh sẽ làm cái phần nào ở trong hai phần này. Bế em thì em sẽ anh mệt. Ai mệt? Anh mệt. Tại ảnh chứ, mình phải kiểm tra sức khỏe chứ. Thôi chị chọn giúp em đi. Chị cũng không biết đường chọn luôn á, nhỏ biên tập mà nó ác ghê. Không hiểu nó ghi, cái này. Anh chọn đi, anh cho anh chọn. Cho anh chọn. Cái hôn vào má thể hiện cái điều mà chúng ta sẽ mong muốn là chúng ta làm bạn với nhau. Thế anh cũng mong muốn được hôn vào má của em. Dạ. Rồi, em đồng ý không? Em cho anh chọn thì em đứng lên. Dạ. Rồi đứng thẳng thôi, như nãy đứng ngang thôi như nãy. Rồi. Dạ, anh cảm nhận như thế nào? Tay là anh ấm hết, má bạn thì ấm. Tay? Ủa sao tay thì mát mà má thì ấm? Tay em lạnh lắm á chị, em run nãy giờ. Lạnh kêu từ mát thôi. Rồi, cảm ơn hai anh chị. Về chỗ đi ạ. Các bạn biên tập nghĩ rằng là anh chị cũng là những người trưởng thành rồi. Thì những cái chuyện mà có những cái sự va chạm hay tương tác nó không có ý nghĩa gì, nó cũng chẳng phải cái gì nó ghê gớm. Nhưng mà qua đó để mình xem cái cảm xúc trong người mình hay có cái sự rung động gì hay không. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái chuyện quan trọng nhất. Thì bây giờ Tường vẫn muốn nghe một lần nữa. Nãy giờ là cái này là chương trình bắt buộc. Còn bây giờ Tường muốn nghe cái cảm xúc thật sự của anh chị, cảm nhận về cái cuộc gặp mặt ngày hôm nay như thế nào, hoặc là cảm nhận về đối phương như thế nào. Dạ em mời anh ạ. Khi mà mình đưa ra cái đề xuất, mình cũng không nghĩ rằng là mình sẽ gặp một bạn gái mà chương trình sẽ ghép là chưa có gia đình. Với những cái tuổi như của mình, đôi khi nó cũng sẽ khó. Có những cái thứ khi nó đã đổ vỡ, khi làm lại, đấy, nó sẽ thấy rằng là nó có những cái là trải nghiệm. Tính những cái trải nghiệm đấy thì Dung chưa có. Điều này là khó đối với cá nhân mình. Cái này thì mình nghĩ như này Dung ạ, mình lớn tuổi, bạn thì cũng thấy nếu ổn thì chúng ta làm bạn bè với nhau, có thể là chat chít thỉnh thoảng cà phê ở pháo hay việc này việc khác, mình dẫn trẻ nó đi qua chơi rồi việc này việc khác, ví dụ thế. Đó là những cái bước mà chúng ta sẽ có một cái nhìn nhận nó sẽ tốt hơn. Chúng ta ai gõ cũng nhiều đều, cửa thì... cũng đều có cơ hội hết, vấn đề là mình có muốn nắm bắt hay không thôi. Bản thân em có ý kiến gì không? Mày Dung có suy nghĩ cảm nhận gì về cái cuộc gặp mặt ngày hôm nay không? Thật ra thì cái cảm nhận của em á nó hơi bị rối xíu, giống như chị nói em chưa từng trải. Vậy em gặp cái anh cùng bàn này là hôn nhân độ gãy đổ, rồi có hai bé nữa, rồi em hơi bị chưa hiểu sự việc, em cảm thấy nó hơi rối xíu. Có cuộc sống có những cái là từ từ mình mới cảm nhận chứ không thể cảm nhận được ngay. Nhưng mà quan trọng là cái cảm xúc hiện tại thôi, để thêm cái cuộc sống nó thêm màu sắc hơn nữa ha. Theo thủ tục chương trình bây giờ tôi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của Tường, nếu đồng ý hẹn hò thì bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra. 1 2 3 Rồi, cảm ơn hai anh chị nha. Mời hai anh chị nắm tay nhau nha. Chị gửi tặng em gái một món quà của chương trình nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Có thể nó sự bắt đầu là một cái tình bạn, nó cũng có thể bắt đầu từ là một cái mối quan hệ quen biết. Còn cái chuyện đi được đến đâu như thế nào còn tùy duyên và tùy cái sự cống hiến của hai người trong cái mối quan hệ này. Hôm nay đến chương trình là mình cũng bấm nút hẹn hò với nhau rồi. Thì Tường cũng xin chúc thứ nhất là cho hai bạn làm được nhiều sức khỏe nè,
rồi cái công việc hay là cái những cái kế hoạch mình đang đeo đuổi thì mình sẽ thành công. Và chúc cho hai anh chị có những cái khoảng thời gian tìm hiểu hẹn hò nhau thật là thú vị. Còn hồi nãy là một cái hôn, đó là cái hôn của chương trình bắt buộc, còn bây giờ là cái hôn thật sự hai người bắt đầu kết bạn với nhau. Em xin anh hôn lại một cái nữa. Anh lời quá, em muốn không thì cho em hôn lại. Chỉ đó là tôi thương em rồi đó. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Ngày hôm nay thì cuối cùng là qua nhiều cái sự gọi là cam go chút đỉnh thì hai người đó cũng đã bấm nút hẹn hò. Và bây giờ thì phải tạm biệt thôi.